Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi giáp tý 1984 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không? 1 tổng quan về tuổi giáp tý 1984 nam mạng năm 2022 nhâm dần, nam mạng sinh năm 1984 tuổi giáp tý tức tuổi con chuột. Thường gọi là ốc thượng chi thử, tức chuột nóc nhà. Mệnh kim hải trung kim nghĩa là vàng trong biển. Mệnh kim gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, kim bình hòa kim, bình thường. Địa chi, tý gặp dần, bình thường. Thiên can, giáp gặp nhâm, bình thường sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, chủ về tài lộc hỷ, mang đến may mắn trong công việc. Vận hạn, hạn thiên tinh, hạn thị phi, kiện tụng. Vận niên, chư phùng hỏa. Thái tuế năm 2022, không phạm hạn thái tuế. Tam tai năm 2022, phạm tam tai năm thứ nhất. Tuổi kim lâu năm 2022, phạm kim lâu kim lâu thê. Hạn hoang ốc năm 2022, phạm hoang ốc lục hoang ốc hai Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Giáp Tý 1984 năm mạng. Sao thủy diệu hay còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh thuộc cửu diệu, nếu ai được chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, chủ về tài lộc hỷ, sao này rất hợp cho người mệnh mộc và kim, nó mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Ảnh hưởng của sao thủy diệu đến cuộc sống của bạn. Đối với công danh, khi gặp sao này nhiều người thăng tiến như rồng vẫy vùng nơi biển cả. Xét về tiền bạc, tài sản thì đương số sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân, tài bảo. Nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa khi gặp tròm sao thủy diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại nhưng đó không phải là điều đáng lo vì vốn dĩ thủy diệu là một phước lộc tinh rồi không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao thủy diệu tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi giáp tý 1984 năm mạng. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu Đức Phật phổ độ mới qua khỏi. Phụ nữ mang thai hạn chế trèo cao, kẻo té ngã, ăn uống nên đề phòng ngộ độc e bị trị thai. Căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh, thiên tinh phải mắc dạ tai, ngục hình, theo đó thì khi gặp năm có hạn này đương số dễ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt ngoài kiện cáo hình pháp ra một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra đó là tai nạn về ban đêm chữ dạ tai với chữ dạ nghĩa là đêm tối tai nạn về đêm thường là trộm cướp té ngã khi trời tối hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa rối loạn chức năng tiêu hóa đau bụng dạ dày nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản hư thai bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt nhiều người khác có thể té ngã độ cao một số người té ngã do trèo leo với tay lấy các vật trên cao cách giải hạn thiên tinh như thế nào một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân trau dồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện tích lũy công đức phúc phận nếu có khả năng thì nên ủng hộ quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó tu sửa cửa cổng tường bao an toàn chắc chắn với phụ nữ có thai đặc biệt không nên trèo cao hay lấy những đồ vật ở trên cao khi cần hãy nhờ một người nào làm giúp không được tự mình thực hiện những công việc này theo tử vi cho thấy khi đi lại thì nên nhẹ nhàng luôn luôn cẩn trọng không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào có như vậy thai nhi với được khỏe mạnh và phát triển tốt với tất cả mọi người bao gồm cả phụ nữ có thai đều cẩn thận việc ăn uống thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngừa ngộ độc khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi Giáp Tý 1984 năm mạng. Chư Phùng Hỏa là hình tượng lợn bị gặp lửa, lợn quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, bản mệnh làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn nên oán vì vậy chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong vậy dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm trong năm gặp vận niên chư phùng hòa bản mệnh nên chỉ làm công an lương ngoài ra cần giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận đường công danh trong năm này bản mệnh phải nhờ người giúp đỡ mới nên Đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn, về cuối năm sẽ tốt. Chuyện tình cảm năm nay rất tốt, đối với người có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã nữa. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Đối với người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Năm tuổi Giáp Tý 1984 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có bốn con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi dần năm 2022, năm bản mệnh, năm tuổi, tuổi dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi tị năm 2022, tuổi tị phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi giáp tý 1984 nam mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi giáp tý 1984 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? hạn tam tai chính là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Giáp Tý theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn. Như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Tý 1984 Nam Mạng Phạm Hạn Tam Tai năm thứ nhất. 7. Tuổi Giáp Tý 1984 Nam Mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có bốn dạng đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam phạm tuổi người Nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu kim lâu thê đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà kim lâu lục xúc đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bản sản có nuôi vật nuôi theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một ba sáu tám thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi giáp tý 1984 nam mạng là 39 tuổi phạm tuổi kim lâu kim lâu thê. Năm này bản mệnh không nên làm nhà nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến người vợ. 8. Tuổi Giáp Tý 1984 năm mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cắt hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do dai đắc mệnh. Tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư một là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tư tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi giáp tý 1984 nam mạng là 39 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc lục hoang ốc. Năm này bản mệnh không hợp tuổi xây nhà, nên tránh làm hay sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.